đang đi hưởng tuần trăng mật, Mi và thiếu gia Minh Đạt bất ngờ bị Ne Ti Dừng Ni Ti Dừng yêu cầu làm ngay một việc. Cuối tháng 6 năm 2024, Mi thiếu gia Minh Đạt tổ chức siêu đám cưới với mức độ đầu tư hoành tráng, quý tụ già khách mời định đám tham dự. Sau hôn lễ, cả hai đang có chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật tại resort đắt nhất ở Việt Nam lên đến khoảng 240 triệu đồng mỗi một đêm. Mới đây nhất, Mi đăng tải video dùng bữa tối ấm cúng, sang trọng bên cạnh thiếu gia Minh Đạt. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, không gian được trang trí lãng mạn với hoa tươi được trải đầy lối đi cùng nến thơm. Không gian dùng bữa tối cùng menu toàn sơn hào hải vị của Mi và thiếu gia Minh Đạt khi đi hưởng tuần trăng mật. Dù là thiếu gia của tập đoàn nhựa nghiên tỷ thế nhưng Minh Đạt ghi điểm vì vẻ ngoài điển trai, tính cách hiện lành cùng gu thời trang giản dị. Bên cạnh đó, anh còn không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho Mi trước ống kính. Thiếu gia Minh Đạt được nhận xét là tổng tài đời thực vì sự giàu có và độ chiều vợ. Cuộc sống vợ chồng son của thiếu gia Minh Đạt và Mi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngay sau khi đăng tải, dân tình đã hết lời khen ngợi về độ đẹp đôi cùng sự ngưỡng mộ tình yêu của Mi Du và Thiếu Gia Minh Đạt. Không những thế, Nê Dừng Ni Dừng còn thích thú yêu cầu nữ diễn viên hãy quay vlog thường xuyên với chồng. Sau lễ cưới, Thiếu Gia Minh Đạt thoải mái thể hiện tình cảm với Mi Du trước đám đông. Cách đây ít giờ, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Mi Du xuất hiện tại một sự kiện riêng tư được tổ chức trên thuyền vào tháng 12 năm 2021 cùng nhiều ngôi sao vi biết đình đám. Khoảnh khắc này cũng có sự tham gia của thiếu gia Minh Đạt, người hiện đang là ông xã của Mi Du. Mi Du diện mẫu đầm xòe trắng trong lầu đầu tiên gặp gỡ thiếu gia Minh Đạt một cách tình cờ. Theo một số nguồn tin, mẫu phái này được cho đã góp phần giúp Mi Du lọt vào mắt xanh của thiếu gia Minh Đạt ngay tại thời điểm ấy. Trong lễ cưới, nam thiếu gia thừa nhận chuyến tàu đó chính là thời khắc anh trúng tiếng xét ái tình Mi Du. Đặc biệt thay, Mi Du còn diện lại mẫu phái này trong tăng hai sau khi kết thúc hôn lễ. Trong một đoạn video được bạn bè đăng tải, Mi Du mang chiếc váy định mệnh này ngồi sát cạnh chồng, không rời nửa bước. Thiếu gia Minh Đạt dù đã ngà say nhưng vẫn khẳng định chủ quyền thông qua việc ôm chặt, cục đầu vào vai của vợ mới cưới. Tại đám cưới, vị hôn phu của Mi Du xúc động bày tỏ lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát "We will go on" cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hy vọng có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời, vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em.